Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 22 tây tháng 12 năm 2019 nha anh em, mình có lại dừng kiện của anh Vũ. Anh Vũ xin ra mắt ghi hình với anh em là dài phôi Mai Vàng. Để mình hỏi cặn kẽ anh Vũ hôm nay lên chương trình sao nha, rồi báo cụ thể cho anh em. Rồi, anh Vũ ơi. Rồi, chào anh em trên YouTube nha. Hôm nay chương trình mình lên là có 7 form mai vàng. Rồi rồi. Hú có, lùng lực, đúc măng có. Rồi, hôm nay chỉ riêng hôm nay là ta có 7 phôi ha anh em. Rồi mấy phôi đó, sao là sao anh Vũ Cái ơi? này là có khách ta mua, ta gửi lại. Lúc Rồi. nữa ta xuống ta lấy. Tất cả là bán hết ha. Bữa Rồi người nay ta mình có 7 cây này nữa. bữa nay chỉ có 7 cây thôi anh em, cho nên em hỏi chương trình. Rồi nhắc lại số điện thoại mình anh Vũ. 0907 Rồi. 914 Trời. 218 Rồi số điện thoại của anh Vũ mình có bổ sung thì góc trái màn hình nha anh em, hiện chữ màu xanh ha. Rồi. Lúc đầu cái số 1 nha anh em, cái số 1 rất đẹp nha anh em, quái thú ha. Khá đẹp để lực nha anh em. Cái bệ nha anh em. Quá đẹp. Để lực bệ nha anh em. Nó nguyên cái bệ đế nha, nguyên đế cũ, cái cũ bệ nè. Cũ bệ. Ở đây thì cái đế này là nó dính luôn rồi. Ok. Sao này nó Khá quái nha anh em nữa. dính Thiên liền nhiên tạo rồi. hóa ha. Rất đẹp. Vô với thấy kiển không nha anh Đây em? kiểu này, này cái đuôi nó muốn bay luôn rồi. Đó. Cái này rất quái nha anh em. Rất quái, rất đẹp. Nó hay cái là nó có cái độ bể, độ cũ nữa không? Nguyên Được. cũ bự luôn. Đó, có đặc điểm gì? Ok, cứ báo nhanh Vũ ơi. Ha. À, cho thông số luôn đi. Cho anh em thông Rộng đi. số đi Dạ, ha. rộng đi rồi. Rồi. 31 bình thân. Quanh thân là 31 nha anh em. Tổng. Cái cũ đi, cái cũ. 73 cũ. Cũ 73 nha anh em. Cao 61. Cao 61. Rồi, cái mã số 1 này giá sao anh Vũ ơi? Cái mã số 1 là giá 2 triệu 8. Cây mã số 1 giá 2 triệu 8 nha anh em. Hỗ trợ phí ship không anh? Hỗ trợ anh em phí ship toàn quốc nha. Hỗ trợ anh em phí ship toàn quốc nha. Khá đẹp nha anh em. Khá đẹp. Có nhẫn tử này mới đẹp mà. Hả? Cây này ra thấy kỹ nha anh em thấy. Đây, đây là liền mạch nha anh em. Liền mạch nha anh em. Không tách rời được ha. Anh em thấy vậy giờ quan sát kỹ ha. Rồi, ok. Rất có giá trị nha anh em. Rất đẹp. Rồi, trở phone anh Vũ ơi. Số 2. Số 2 cũng bonsai nha anh em. Số 2 có đồ quái nha. Cũng có đồ quái nha. Dán là hơi siêu nha, mà có vụ nó quái đấy. Ok, vô. Rồi, cho anh em thông số đi anh Vũ. Màu lẻ đi ha. Màu lẻ đi, dài dọc là anh em quan sát rõ rồi, chú ý mình báo. 24 hoành. Hoành thân 24 nha anh em. Cao 43. Cao 43. Rồi cái mã số 2 này giá sao anh Vũ ơi? Mã số 2 này giá 700k. Cái mã số 2 giá 700k nha anh em. 700k hỗ trợ anh em phí ship luôn nha. Đó, đến bên Vũ đam mê này là phải vậy nha anh em. Vũ chơi hết mình với anh em nha. Rồi, đổi phone anh Vũ ơi. Số 3 lên. Bà quái lắm, quái số 3 quái dị cà nai nha anh em. Thằng bonsai lùng lực nha. Già dạ, nó lên xuống cấp nó gió động bút măng luôn nè thấy không? Dạ, quá đẹp. Nhỏ mà rất là dài nha anh em. Xù cốc luôn ha. Khá đẹp. Khá quái. Như cái hòn vậy anh em. Rồi, cho anh em có thông số đi anh Vũ. Rồi cao báo luôn. Quỳnh Thăng. Quỳnh Thăng là 22 nha anh em. Cao 39. Cao 39. Rồi cây mã số 3 này giá sao anh Vũ ơi? Mã số 3 này giá 800k. Cây mã số 3 giá 800k nha anh em. Quá mềm mà mình có hỗ trợ với sếp không anh Vũ? Hỗ trợ anh em với sếp luôn nha. Rồi hỗ trợ anh em với sếp. Mọi miền tổ quốc nha anh em. Rồi đã gõ anh Vũ ơi. Rồi rồi anh chắc anh em nhìn cây cũng hiểu rồi ha. Rồi đây số 4 lên. Số 4 đế nôm quyết việt việt nha anh em. Thằng có độ lắc luôn nha. Đây để quay đế cho anh em nha. Tới 24 giờ nha. Để 24 giờ đặt kẹo nha anh em. À, khá đẹp. Nên là 24 giờ luôn.
nha. 24 giờ. Rồi, cho anh em thông số anh Vũ ơi. Hoàng Thăng là 36 nha anh em. Cao 59. Cao 59. Rồi, cái mã số 4 này giá sao anh Vũ ơi? Cái mã số 4 này giá 1 triệu rưỡi. Cây mã số 4 giá 1 triệu rưỡi nha anh em. 1 triệu rưỡi. Quá dễ chơi cho một đam mê nha anh em. Cây mã số 4 triệu rưỡi dễ chơi quá. Quá dễ chơi. Rồi. Đổi thôi nha anh, số 5 lên. Số 5 dán thú gặt nha anh em. Đó. Quái dữ lắm, quái nha. Quái. Rất là già cây nha anh em. Số 5. Quá đẹp. Nguyên một dán thú này luôn anh em, gõ nét nha. Gõ nét anh em. Đó. Mình thú dài lắm nha anh em. Lên chậu là phô diễn nguyên con thú trên mặt chậu ha. Khá đẹp. Rồi, cho anh em thông số của anh Vũ ơi. Mau lẹ đi. Hoàng Thăng 20, chiều dài mình thú luôn Vũ. Chiều cao của đường 93 là 47. Chiều cao đường 93 là 47. Chiều dài mình thú của anh Vũ, cho anh em là hình dung cái ha. Rồi. Chiều dài mình thú là 18. Chiều dài mình thú là 18. Rồi, cây mã số 5 này giá làm sao anh Vũ ơi? Cây mã số 5 này giá 1 triệu rưỡi luôn. Cây mã số 5 giá 1 triệu rưỡi luôn nha anh em. Quá dễ chơi cho một đam mê nha anh em. Nhỏ mà rất là nghệ thuật nha. Cây này nhỏ mà có vỏ nha, đúng là nghệ thuật chơi nha. Rồi, đỡ thôi Ninh Vũ. Số 6 lên. Số 6 là cây quá hòn nha anh em. Cây 6 cây quá hòn ha. Đó. Củ đặc nha anh em, khá bự nha anh em. Đây, dạ cây lên xù nhiều nha anh em. Cây này lên xù nhiều rồi đó. Xù bú nhiều nha. Cây này như là xù cũ luôn đó nha anh em. Xù cũ nha anh em. Khá bự nha anh em. Củ đặc sạch luôn thấy không? Củ đặc, rồi. Cứ tải đi Vũ. Vừa tải vừa quay đi. Cây này rất đẹp. Cây này anh em là chơi là cây này quá hòn nha anh em. Chậu là nằm cây lòng phô diễn quy bộ đế lên chậu luôn nè thấy không? Ok. Rồi mình cho anh em có thông số anh Vũ ơi. Quỳnh Tổng đi anh. Quỳnh Thăng này ha. Quỳnh Thăng trước 25, Quỳnh Thăng nè. Quỳnh Thăng là 25 nè. Tổng. Khá bự nha anh em. Này là tính luôn nguyên. Cái này là tổng củ đế không là 66 nè. Tổng củ đế là 66. Mình chỉ đo cái củ đế cho anh em này ha. Đó. Cao là 42. Rồi cây mã số 6 này giá sao anh Vũ ơi? Cây mã số 6 giá của em nó là 2 triệu tư nha anh em. Rất đẹp. Rất bự. Quá dễ chơi cho một đam mê nha anh em. Đế whip vip vip ha. Khá bự nha anh em. Rồi. Đổi phôi anh Vũ ơi. Cây này là tính cái cũ luôn đi đó. Rồi. Số 7 này là rất là nghệ thuật nha anh em. Khá đẹp nha nè, nên quay chi tiết cận kẽ cho anh em nha. Cái này là cây tâm điểm của Nam nha. Quá đẹp anh em ơi. Siêu phẩm này, cái này là siêu phong hồi đầu nè anh em. Đó. Dòng chữ C nè, thấy không? Dòng chữ C gầy. Siêu phong hồi đầu nè. Siêu phong hồi đầu nha anh em. Khá đẹp. Cây này tuổi thọ em nói là trên 15 năm rồi đó. Cây này tuổi thọ em nói là theo Vũ báo là trên 15 năm anh em đã xác thực qua chủ vườn ha. Nhưng mà thêm một cái này là cây này là không có qua dây nhợ uống nắng, tỷ là thiên nhiên luôn. Không qua dây nhợ, không qua bàn tay thợ, tự thiên nhiên luôn nha anh em. Tạo quá, tại vì nó gặp cái nó đè cái cây xuống vậy đó. Vậy đó ha, không vậy là không qua bàn tay thợ mà thiên nhiên tạo quá cái vậy luôn nha anh em. Cây một cái dây nhợ anh em nhìn là cũng hiểu ha, này là thiên nhiên 100% luôn nè. Thiên nhiên 100% luôn ha, rất đẹp. Khoái nhất là ở mặt này anh em, nguyên cái bệ đế nữa nè. Quá đẹp ha. Thêm cái dòng chữ C cái nó ngóc lên. Quá đẹp. Này, nè, nè. Cho anh em bắt cái nét này nè. Rồi quay nét nhẹ đi anh Vũ. Ồ, nó đẹp thấy không? Cây này đủ đường chơi á. Quá đẹp.
nó gặt về sau nó ngóc đầu đọt lên luôn nha, nè gắt khéo cây ha. Rồi cho anh em thông số lên vô ơi, cây này dáng nó như muốn đổ luôn nha nè, nó đổ xuống ngược xuống nè, nó ngóc lên lại. Rồi ok, đúng là thiên nhiên ban tặng nè, thiên nhiên ban tặng ha. 21 hoành, hoành thăng 21 nha anh em, chiều cao là 49, chiều cao là 49. Rồi cây mã số 7 này giá sao anh Vũ ơi? Cây mã số 7 này giá 2,6 triệu. Cây mã số 7 giá 2,6 triệu nha anh em. Rồi cây mã số 7 cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em đâu có ý thích cây nào cứ liên hệ trực tiếp với Vinh Vũ là số 0907 914 218. Anh em đâu có quý hiệp chương thì bấm cho mình cái đăng ký kênh, anh em đâu có động lực đi săn cây và đi ghi hình phục vụ cho anh em. Thân ái chào anh em, hẹn anh em cái video sau mới nhất sớm nhất.